Thưa sư, vì sao gọi là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc cho đến 12 nhân duyên mà không phải vô minh là nhân của hành, hành là nhân của thức, thức là nhân của danh sắc cho đến 12 nhân duyên vậy sư? À, vậy chữ nhân khác với chữ duyên như thế nào trong kinh 12 nhân duyên? Để trả lời câu hỏi này đó, cái Bát Trai Giá và cái hề hề tú đó, sư mở một cái đoạn. Đây, mở một cái đoạn Pali chuyên đề mà ngài chánh thân ngài đã dịch dịch ở trong cái hướng dẫn tâm tạng Petako Padesapali. Đây, này là các trang này chưa xuất bản nha. Ở đấy cái gì là việc làm khác nhau của nhân và của duyên? Nhân có tính chất tự thân, duyên có tính chất từ cái khác. Đối với tính chất từ cái khác, duyên cũng là nhân. Nhân thuộc về tính chất tự thân, duyên thuộc về tính chất từ cái khác của bất cứ cái nào. Chưa được nói đến là nhân, được nói đến là duyên. Thuộc về nội tại là nhân, ngoại lai là duyên. Tính chất tự thân là nhân, tính chất từ cái khác là duyên. Liên quan việc sanh ra là nhân, liên quan việc trợ giúp là duyên. Nhân là chủ, duyên là khách. Không phổ biến là nhân, phổ biến là duyên. Nhân chỉ có một, duyên có cái này cái khác. Sư mong là nếu như mà quý vị là cái người mà có trí, là khi mà sư trích dẫn như vậy là quý vị đã hiểu rồi. À, nhưng mà này là dành cho những người mới thì sư nói rộng, nói dài dòng một tí để cho quý vị hiểu nha. Nhân là những cái mà nó tự sanh ra, ví dụ như trái xoài, trái xoài thì nó cho ra cây xoài thì nó là nhân. Còn duyên á là những cái mà thuộc về cái khác, ví dụ như nó không phải là cái hột xoài mà nó là đất, nó là nước, nó là ánh sáng, nó là không khí, nó là phân, nó là nghe cho đến cả cái chuyện là chim chóc sâu bọ, rồi nó thụ phấn giùm cho cái cây thì nó là duyên. Đó. Nhân như vậy và duyên nó là như vậy. Đấy. Mà riêng trong cái việc là cái duyên mà nói về tính chất từ cái khác đó, thì duyên nó cũng là nhân. Thì trong trường hợp 12 nhân duyên đó, trong trường hợp 12 nhân duyên thôi thì cái duyên đó nó cũng là nhân. Ha, trong cái 12 nhân duyên, 12 duyên khởi đó, cái giáo lý duyên khởi thì cái duyên đó cũng là nhân. Đấy. Rồi cái gì mà nó cái nhân á thì nó có tính chất là nó sinh ra, ví dụ như là do tôi ăn bậy mà nó đau bụng thì nó là nhân. À, có tính chất là nó sinh ra, do tôi ăn bậy cho nên là đau bụng thì nó là nhân. Còn cái duyên á là cái việc trợ giúp là trợ giúp cái gì, là nhờ, tại vì tôi có tiền hoặc do tôi không có tiền cho nên là tôi mới ăn cái món đó, do tôi thích cho nên là tôi mới ăn cái món đó, do tôi không biết cho nên là tôi mới ăn cái món đó. Do tới cái mùa trung, ví dụ như tôi ăn một cái bánh trung thu quá hạn, nhưng mà do là cái duyên á, duyên là do cái nhân là trực cái bánh trung thu đó làm cho tôi bị đau bụng. Nhưng cái duyên á là thứ nhất ha, do tôi thích bánh trung thu, do tôi hám rẻ, do tôi không có chịu coi cái hàng sử dụng, rồi do vào cái mùa trung thu mà tôi không có được ăn thành ra tôi thèm đó, rồi thì những cái thứ đó thì nó là duyên. Rồi hoặc là do tôi bụng tôi nó bị yếu thành ra là tôi mới đau bụng, thì những cái đó nó là duyên, nó là cái phụ trợ. Còn cái nhân, nhân nó là cái bánh trung thu
quá hạn ha. Thành ra mới nói là nhân á, thì nó chỉ có một thứ thôi, mà duyên thì nó có cái này cái khác. Đó.